1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vâng, vừa rồi các bạn đã học số đếm do thầy Shimakawa dạy rồi đúng không nào? Bây giờ mình sẽ dạy các bạn cách nhớ số đếm, làm thế nào để nhớ được từ 1 đến 10 một cách đơn giản, đúng không? Chúng ta cùng nhau đi vào những chữ số đầu tiên nhá. Nào các bạn xem hình ảnh đây, đây là hai cô Nico đang nói chuyện, đúng nào? Hai cô Nico đang nói chuyện và cô thứ nhất hỏi cô thứ hai, ý chị là số mấy? Ý chị là số mấy? Giờ số 1 và số 2 lên đúng không? Ý chị là số mấy? Đúng nào? Vậy thì cô kể cho này, số 1. Vậy thì chúng ta sẽ có được cách nhớ là ichi, ichi là số 1, được chưa? Ichi là số 1, được chưa? Và ni là 2, được chưa nhỉ? Hai cô, Nico, Nico, các bạn nhớ nhá. Ni là 2, được chưa nào? Vậy là chúng ta xong số 1 và số 2 rồi nhá. Và đến với đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cô Nico này thế nào đây? San bằng 3 ngọn núi. Các bạn nhớ nhá. Hai cô Nico san bằng, san bằng, bạn thấy không? Có 3 ngọn núi đây đúng không? Bạn núi đây. Làm phát san bằng 3 ngọn núi. San là 3. Đấy nhá, san là 3. Và chúng ta học một số 4 nhá. Số 4 này, san là 3 này. Tiếp theo số 4 này. San bằng 3 ngọn núi bằng cách gì cho ạ? Bằng cách bắn ra 4 nguyên tử ion. 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 Các bạn nhớ ion là sẽ nguyên tử ion. 4 ion. Đọc nhanh nhá. Nó là gì nhỉ? Ion. Mà chữ này kìa. Ion. Ion. Được chưa nào? Hay, bây giờ chúng ta sẽ có số 1. Số 1 là gì nhỉ? Ichi. Đúng không? Ichi. Số 2. Ni. Số 3. San. Số 4. Yong. Yong. Được chưa nào? Hay, chúng ta cùng nhau chuyển sang câu chuyện tiếp theo nhé. Các bạn nhìn thấy 5 con gà gộ. Nhà mình này. Nhà mình đang nuôi 5 con gà gộ. Được chưa? Nhà mình nuôi 5 con gà gộ. Thì chúng ta sẽ có là 5 là gỗ. Đúng không? Gỗ là 5, 5 là gỗ. Được chưa? 5 con gà gỗ. Tiếp theo, 5 con gà gỗ này thế nào? Chỉ ăn ngô luộc mà thôi. Đúng không? 5 con gà gỗ chỉ ăn ngô luộc mà thôi. Nên là gì nhỉ? Chúng ta sẽ có là gì đây? Mình đã luộc 6 bắp ngô. Luộc 6 bắp ngô. Và chữ luộc này chúng ta đọc nhanh một tí sẽ là luộc. Được chưa? Luộc. Các đọc của mình luộc, 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 luộc. Đọc của mình nào, luộc, đúng rồi, luộc là 6, được chưa nào? Luộc 6 bắp ngô để cho gà ăn, được chưa nào? Sau đó thì tôi ra vườn hái na. Có mấy quả na đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 quả na đúng không nào? Vào vườn hái 7 quả na. Bạn nhớ nhá. Vậy thì số 7 này sẽ là na na. Được chưa? Nói hai lần nhá, na na. Số 7 là na na. Được chưa nào? Hay. Tiếp theo. Đem 7 quả na này, tôi sẽ đem 7 quả na này cho Hà và chị. Được chưa nhỉ? Đem 7 quả na này cho Hà và chị. Được chưa? Vậy thì Hà chị. Hà chị là số 8. Hà chị. Hà chị. Được chưa nào? Hay. Số 9 này. Hay các bạn xem, đây là gì đây? Mario. Mario đúng không? Đi cứu công chúa đúng không? Đúng rồi. 9 chú Mario. Được chưa nhỉ? Đi cứu công chúa. 9 Mario cứu công chúa. Cứu, cứu. Vậy thì số 9 sẽ là cứu. Đọc là sẽ viết như này nhá. Đọc là cứu. Cứu. Các đọc của mình ạ. Cứu. Được chưa nhỉ? 9 cứu. Và 9 có 1 bằng 10 đúng không? 9 có 1 bằng 10 và cuối cùng là chúng ta sẽ có số 10 thôi. 10 người lưu siêu ngủ. 10 người lưu siêu ngủ. 10 đôi mắt lưu diêu. Ok, thế là xong rồi. Nhớ rất là đơn giản đúng không? Vậy thì chúng ta cùng nhau ôn lại những câu chuyện này để nhớ lại số thứ tự từ 1 đến 10 nhá. Được chưa nào? Đây là ai đây? Hai cô Nico, vậy thì số 2 sẽ là Ni, đúng rồi. Và cô này hỏi là gì nhỉ? Hỏi là gì đây? Ý chị là số mấy? Đúng không? Vậy thì số 1 là sẽ là gì nhỉ? Số 1 sẽ là Ý chị. Ý chị là số 1, đúng không? Ý chị số 1. Được chưa? Tiếp theo, hai con này làm gì đây? Để nhớ được số 3 thì hai con này sẽ làm gì nhỉ? Hai con này à? San. San bằng 3 ngọn núi này. San là 3. San. Được chưa nào?
Tiếp theo bằng cách nào? Đúng rồi, bắn ra bốn nguyên tử ion. Thấy chưa? Chính xác, bắn ra bốn nguyên tử ion. Vậy thì ion, ion là số 4, ion. Được chưa? Tiếp theo. Nhà tôi có nuôi 5 con gà gô đúng không nào? 5 con gà gô. Gô là 5. Như nào? 6 là gì nhỉ? Đúng rồi, những con gà gô này nó thế nào? Đúng rồi, chỉ ăn ngô luộc mà thôi. Thì số 6 sẽ là rô cự. Đúng rồi, rô cự. Số 7, và tôi vào vườn này làm gì nhỉ? Hái 7 quả na đúng không nào? Hái 7 quả na, na na. Và sau đó, na là số 7. Sau đó đem cho ai? Đúng rồi, Hachi là số 8, đem cho Hachi. Đúng không nào? Tiếp theo, gì đây? Chín chú Mario đi đâu? Đi cứu công chúa đúng không nào? Chín chú Mario, vậy thì Q là số 9. Và cuối cùng là gì? 10 đôi mắt New Zeal ngủ. 10 đôi mắt New Zeal ngủ. Được chưa nào? Minasan, konnichiwa. Sensei, konnichiwa. Minasan, konnichiwa. Hai, kyou wa suji benkyou shimasu. Hôm nay chúng ta sẽ học về số đếm này kìa. Thầy Dũng bắt ở đây nhá. Ok. Không sao cả. Số đếm. Ừ. Số đếm します ね. Hai. Mo hai ba bon nan sao bai tam chín. 10. Ok. Mọi người ơi, vừa xem clip của thầy rồi đúng không? Nhớ là học hết những cái số này rồi đúng không? Hôm nay bọn nó soi chọn 90 đúng không? Cách nhớ chúng ta đã nhớ được rồi. Bây giờ cô chỉ cho luyện tập mà thôi. Vậy là luyện tập đặc biệt để ý です. Hai. Dạ, luyện tập します. はい。 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 はい、上手ですね。 giỏi thế, cô làm hèn đấy. giỏi. 次 10 の次. Tiếp theo nhá, bắt đầu số 11, 12 này rất là dễ này, đúng không? Chỉ cần ghép mà thôi. Ví dụ số 11. 11 này. 11 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
không biết nè à chưa học nè rồi 100
100 À, 400. Tiếp theo là những cái chữ đỏ đỏ đấy là cách đọc khác nhớ chưa? Nên là cô giáo sẽ để sau, bây giờ chúng ta sẽ học 4, 5, 7, 9 trước. Được nè. Rồi. Ê, 4, 4, 4 là gì nhỉ? Yong, đúng không? Yong, 100. Yong, 100. Yong, 100. 500. 500. 500. 500. 500. 500.500、700、900、1000、500、900、900、10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 00、1
Heaku. Không phải, không phải sang tên ở đâu, mà tên đọc khác đấy. Có đây là... Tên tên. Chị đi vào. Đi chưa? Nè. Sao nè. 300 600 gì rồi, chắc chắn sẽ có cái gì đó đúng không? 800 練習します。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 練習ああ、ね、銀だろうな。あ、銀。銀。銀銀。これは線と読みます。あ、線。銀だな線。線。線。ね、線ね。線。じゃあこれは二線。二線。線。じゃあ、ちょっと待って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 、
4000แต่คนเราโก้แก้วใจนะคุณเดือดโก้โก้เซนโก้เซนโก้เซนโก้เซนโก้เซนโก้เซน次六六千六千啊，cái này không giống cái tráng trăm mà lục cư thì vẫn để lục cư đúng không? Chị Nana sen これは9000はい、いいですね。じゃあ練習します。はい。はい。1000、2000、4000、5000、6000、7000、9000。ここね。はいかいはいかいね。これですね。3000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 
phải. Ơi. Hát hát rồi. Hát. Hát. Hát sen đấy. Hát sen. Sen sen. Hát sen. Hát sen. Hát sen. Hát sen. Hát sen. なんで？で、さあ、ペンペン。さあ、ついにおね。うん、よいしょ。スパーもスターも考えもいいのが。オッケー？だから、三千。三千。八千。八千。八千。八千。よいしょ、で、こう。オッケー。あ、で、次。次。おー、横は？はい、もう一人。ホチミンさん。これ。で、次ね。ไอ้บ่บุ๋มบุ๋มซุ่มเข้าหนูนะบุ๋มซุ่มเข้าหนูนะเปรี้ยมันเดสมันมันมันมันมันมันสกิลだけですตั้งอะไรบุ๋มโซ่หนูนะบุ๋มโซ่ที่จีกับเฮมโซเลมกับเฮมันด้วย viết ngày có khi là hơi khó hiểu một tí đúng không? Ừ, cái này đây là man đấy chưa? Được chưa?Ừ, đấy, tất cả số này đều là man hết này. Thế nào? Man. Thế là chúng ta chỉ phải ghép số đến vào thôi. Ví dụ 10.000 thì sẽ ghép số 1 này cộng 14 số này đọc man thôi. Chứ không sen hay là hét cự như vừa nãy nữa. Thấy chưa? Chúng ta chỉ làm là Ichi man. Man. Ichi man. Tiếp theo? Ni man. Tiếp theo? San man. Là san man đúng rồi. Tiếp theo? Yon man. Go man. Roku man. Nana man.8万9万1万ドン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 
kia. À, vẫn thế chúng ta sẽ đọc man đúng không? Và số 10 là gì nhỉ? Diu đúng không? Đúng không? Con đã kiếm được đấy. Ừ, chỉ cần nhớ đấy. Diu man, diu man thì đây nó 100.000 thì diu. Đúng không? Ni diu man, diu man. San diu man, diu man. Zhong diu man, Go diu man, Roku diu man, Nana diu man, Hachi diu man, Kyu diu man. Kyu diu man. OK. これはいくらですか？ねえ、まだ出ない。ニジュマンド。で、ここだけね。ジュマンド。ジュマンドです。ジュマンド。出たよ、次。
Đấy. Triệu luôn rồi không? Triệu. Triệu thì là nào đây? Vẫn là như thế, vẫn đang đọc màn trước. Còn đằng trước có bao nhiêu số thì sẽ đọc. Đọc cái số đấy. 100 là gì nhớ không? Hẹp cự màn. À, hẹp cự đúng không? Hẹp cự màn đúng không? Hẹp cự màn. Hẹp cự màn đấy. Ni. Ni hẹp cự màn. 300 là gì đây? 300 hơi khó này, còn nhớ không? San bẹp cự màn. San bẹp cự màn. Cô giáo ghi lại một lần nữa cho các bạn này. Sambek Kuman đấy nhé. Đấy, Sambek Kuman. Được chưa? Sambek Kuman. Sambek Kuman là 3 triệu đấy. 3 triệu. Ok. Sambek Kuman. 4 triệu. Jong Hyak Kuman. Jong Hyak Kuman. Go Hyak Kuman. Không phải go. 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 Go Hyak Kuman. Go Hyak Kuman. Đúng rồi. Go Hyak Kuman. 600 là gì ạ? 10 triệu. Vừa nãy 10 triệu thì là gì đây? 10 triệu quên mất. Sắc kỳ vào, cho tôi thay đến ai tôi có lộ ạ. Tệ. 10 triệu. Đó là mà bên kia sẽ tiền này. 10 triệu đúng không? 10 triệu thì đây là man này đúng không? Cái này là 1.000, thế nào là gì đây? Sen man. Đó, sen man. Sen man. Sen man. Okay. Sen man. Sen man. Thế theo em nhỉ? Ví dụ là 20 triệu sẽ là? Ni sen man. 30 triệu? San sen man. San sen được nhé? San sen được nhé? 90 triệu? Kyu sen man. Đúng rồi, 90 triệu Kyu sen man được nhé? Được chưa? Rồi, tiếp theo thì nhỉ? Ở đây bắt đầu có mấy số 0 đây? Tập 8 số 0. Nếu mà bình thường thì ta sẽ đọc là gì? Man man thế có một cách đọc khác khi mà chúng ta có 8 số 0 thì bây giờ cô sẽ dạy. Thế là bằng gì nhỉ? Man man là 1億. 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 100 triệu là 1億 đấy. 1 là 1 đấy. 1 là 1. 1億 là 1 đúng không? 1億 là man man. Man man 1億. 1億. Được chưa? 1 triệu cự được nhé. Thế 200 triệu là gì? Ni ô cự. 900 triệu. Kiu ô cự. Ồ, kiu ô cự được nhé. 1 tỷ. 1 tỷ. Đấy, trừ ra. Ừ, 1 tỷ. Kiu ô cự. Đúng rồi, 1 tỷ là 10 ô cự. 10 ô cự. 10 10億。何度も私は26歳です。私は26歳です。はい。歳ね。はい、そう。はい、そう、とはい。歳。とはい。だから、それ、それ、それ、それ、それ、それ、それ、すごい。じゃあ、とりあえず今回は何ね、ちょっと違うところだけ直してもらえますか。ああ、サイン、ああ、まず一さえ言いません。じゃあ今度は一さえ、じゃあ今度一さえ、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳、6歳、7歳、8歳、9歳、10歳、11歳、12歳、13歳、14歳、15歳、16歳、17歳、18歳、19歳、20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳、30歳、31歳、32歳、33歳、34歳、35歳、36歳、37歳、38歳、39歳、40歳、41歳、42歳、43歳、44歳、45歳、46歳、47歳、48歳、49歳、50歳、51歳、52歳、53歳、54歳、55歳、56歳、57歳、58歳、59歳、60歳、61歳、62歳、63歳、64歳、65歳、66歳、67歳、68歳、69歳、70歳、71歳、72歳、73歳、74歳、75歳、76歳、77歳、78歳、79歳、80歳、81歳、82歳、83歳、84歳、85歳、86歳、87歳、88歳、89歳、90歳、
Bằng 8 thì mới cả 1 thì ra biến âm một tí. 8 sẽ là gì nhỉ? Là gì cô giáo? Hát chị. Hát sai. Hát sai. Còn tất cả những cái số kia. Đó là. Hay tiếp nhá, cả số 10 nữa cơ. Số 10 này. Số 10. 10歳。そうです。10歳。10歳ね。3つだけ違います。じゃあ、3つの数字に関していいのかな？どこで10ね。1歳、8歳、10歳。だからどこで10？もう一度、1から。はい。練習します。だから、点10歳は多いな。はい。1歳、1歳、2歳、2歳、3歳、3歳、4歳、4歳、5歳、5歳。6歳、7歳、7歳、8歳、8歳、9歳、9歳、10歳、10歳。いいですね。もう一度はいいな、もう一度。もう一度。もう一度は10。11歳。11歳。12歳。もう一度。13歳。もう一度。14歳。もう一度。15歳。16歳。17歳。18歳。18歳。18歳の番組。19歳。20歳。20歳。20歳。他の言い方もあります。はい。20歳は20歳とも言います。それからじゃあ。特別。うん。こも中特別。だからじゃあ、20歳。20 tuổi ngoài cách đọc của chúng ta vừa đọc, chúng ta vừa đọc 20 là gì nhỉ? Ni su sai đúng không? Thì có một cách đọc khác. Đấy, cách đọc đầu tiên ni su sai, cách đọc số 2 của cô giáo sẽ là gì đây? Hatachi. Hatachi nhỉ? Hitachi đúng không? Hitachi đấy. Watashi wa 20歳 desu. Watashi wa 20歳 desu. Do chira demo ii desu. Tôi 20 tuổi đúng không? Nói câu nào cũng được nhá. Ok. 21 tuổi. 21歳. Đúng rồi, 21歳. 22. 22歳. Cứ nhìn thôi kìa, 22. 23. 23歳. 24. 25歳. 25. 25歳. 26. 26歳. 27. 27歳. 28. 28歳. Ok, 29. 29歳. 30. 38歳。34歳ですね。トゥイさんはおいくつですか？私は18歳です。18歳。一つの内容で回答。中倍1、ねじゃ。はい。もう一度説明してもらえますか？おいくつですか？うん、おいくつですね。おいくつなりきらんでない？何歳？リスは何歳？でじゃな。平常なこれは何歳？で、でも。Khi mà gặp người lần đầu tiên, ví dụ gặp cô giáo chẳng hạn, chúng ta dùng ôi cái sự gì cả. Bình thường là nan sai đấy nhé. Được chưa nào? Hay. Bạn bè thì nan sai đấy cả, hoặc cô giáo hỏi các bạn nan sai đấy cả. Chúng ta kí đêm đi, nan sai đấy cả. Nhung san. Nhung san, nan sai đấy cả. À, tôi là 20歳 đấy. Ồ, 20 đấy, いいですね. Tu san, ôi cái sự đấy cả. À, tôi là 18歳です。おお、18歳です。トゥイさん、おいくつですか？私は18歳です。おお、トゥイ先生、おいくつですか？私は34歳です。おじさん。じゃじゃ、はい。先生は何歳ですか？先生はおいくつですか？おいくつです。はいはいはい。先生、はい。先生。おいくつですか？私は26歳です。26歳。OK、26歳ですね。どうも、まあ、今回は結束でね。喧嘩はいかば。じゃあ。
trong giờ tiếp theo. Mấy một thế nào? Hãy đặt đi. Hai mươi ba. ありがとうございました. ありがとうございました. 先生ありがとうございました。皆さんありがとうございました。バイバイ。